Thúy Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà Phê Số. Quý vị thân mến, theo khảo sát, thịt lợn chiếm đến hơn 70% trong cơ cấu của các loại thịt sử dụng trong bữa ăn của người Việt. Không thể chối cãi rằng thịt lợn là loại thịt có nguồn chất dinh dưỡng phong phú, chứa nhiều vitamin, chất khoáng, axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của lợn cũng có giá trị dinh dưỡng. Khi ăn, bạn cần lưu ý những bộ phận sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên, bộ phận của lợn chứa nhiều kim loại nặng chất kích thích tăng trưởng là A. Não, B. Gan và C. là đuôi. Đó chính là gan nha các bạn. Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, khoa dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội cho biết, gan là bộ phận giải độc của lợn. Phần lớn các chất đi qua gan sẽ được gan phân hủy, nhưng có nhiều kim loại nặng và chất kích thích tăng trưởng mà lợn hít hoặc ăn vào, chúng không thể phân hủy được, khi đó chúng sẽ nằm lại tại gan. Câu 2. Chế biến gan lợn bằng cách nào để bớt gây hại? A. Rửa qua nước sạch. B. Ngâm rửa bằng rượu. Hay C. Ngâm nước muối, bóp, rửa sạch rồi ăn chín. Còn cách nào sạch sẽ hơn là câu C cơ chứ? Ăn nhiều gan có thể khiến hàm lượng cholesterol tăng cao, dễ gây các vấn đề tim mạch khi lớn tuổi. Vì vậy, bạn không nên ăn gan lợn thường xuyên. Nếu như muốn ăn thì ta cần làm kỹ bằng cách ngâm trong nước muối, bóp rửa sạch và ăn chín nhé. Cùng tìm hiểu tiếp thôi nào. Bộ phận hô hấp nào của lợn chứa nhiều ký sinh trùng, bệnh dịch, vi khuẩn, virus? A. Tai, B. Mũi và C. là phổi. Đó chính là phổi. Lợn thường xuyên hít thở sát mặt đất, hít vào phổi rất nhiều ký sinh trùng, bệnh dịch, vi khuẩn, virus. Khi sơ chế, ta rửa cũng không thể sạch được. Do đó, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi dùng phổi lợn làm thức ăn nha. Ăn nội tạng lợn nhiễm bẩn, ôi thiu thì chúng ta sẽ dễ mắc bệnh gì? A. Run sán, B. Bệnh đường huyết hay C. Bệnh về xương? Sẽ rất dễ mắc bệnh run sán nha các bạn ơi. Hiện nay, nhiều cơ sở chế biến nội tạng động vật không hợp vệ sinh, nhiễm rất nhiều loại giun sán, vi khuẩn, virus nguy hại cho con người. Người ăn phải nội tạng động vật kém chất lượng, bị ôi thiu, biến đổi màu sẽ rất dễ bị nhiễm giun sán. Câu hỏi số 5. Cách lựa chọn thịt lợn không nhiễm giun sán hóa chất là gì? A. Cắt ngang thớ thịt và quan sát, chọn thịt có chảy máu đỏ tươi. B. Cắt dọc thớ thịt và quan sát, chọn thịt có đốm trắng, thịt cứng. Hay C. Cắt dọc thớ thịt và quan sát, chọn thịt không có đốm trắng, thịt mềm, đàn hồi. À, câu hỏi này lại thử tài nữ công gia chánh của các bạn đây. Và hãy nhớ nhé, khi chọn thịt lợn thì hãy nhớ chọn theo phương án C. Biện pháp đơn giản để phát hiện thịt có nhiễm giun sán hóa chất hay không là cắt thịt heo thớ dọc và quan sát. Nếu miếng thịt có những đốm trắng to bằng đầu kim hoặc hình sợi hay hình bầu dục to là bị nhiễm giun sán rồi đó. Cũng có thể nhận biết bằng cách sờ vào miếng thịt lợn cứng, không có sự đàn hồi, thiếu mềm mại thì rất có thể đã bị ướp ure hoặc là chứa hàn the. Vì thịt lợn chiếm tỷ trọng lớn trong thành phần bữa ăn của người Việt, nên hiểu biết về loại thịt này sẽ giúp bạn biết cách bảo vệ sức khỏe hơn. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau với những mẹo vặt vô cùng bổ ích khác nha!